Vừa qua, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran đã công bố báo cáo các báo cáo thứ hai về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trực thăng gần đây dẫn đến cái chết của tổng thống Abraham Raisi và đoàn tùy tùng. Theo báo cáo, việc kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ bảo trì, tài liệu và dữ liệu liên quan đến chiếc trực thăng gặp nạn cho thấy không có lỗi cơ học nào là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Máy bay trực thăng không bị quá tải trong hành trình bay. Nhật ký cuộc gọi tiết lộ rằng trực thăng chở tổng thống đã liên lạc lần cuối với hai trực thăng khác trong nhóm chỉ 69 giây trước khi rơi và không báo cáo tình trạng khẩn cấp. Báo cáo đã kết luận rằng khả năng cố ý phá hoại trong chuyến bay hoặc trước khi xảy ra va chạm đã được loại trừ dựa trên việc lấy mẫu, thử nghiệm và phân tích các mảnh vỡ. Ngoài ra, báo cáo cũng loại bỏ khả năng xảy ra gián đoạn hệ thống liên lạc hoặc can thiệp vào tần số liên lạc trên trực thăng.